Blood! Quad kill! Aced! Bloodbath! Dominating! Sáng ra trời đã âm u, mây mờ che phủ, ánh nắng heo hắt, chiếu theo ngũ hành âm dương, bát quái. Hôm nay chỉ có nhậu là thượng sách. Ok, hello các bạn. Trước tiên là mình xin gửi lời chào đến tất cả những cái người đăng ký, những cái subscriber của kênh của mình. Tại vì hôm nay thì kênh mình đã được 30.000 sub. Yeah. 30.000 ha. 30.000, 30.000 đó, 30.000 ha. Một sự phát triển rất là nhanh. Mới hôm trước bữa 29 là được 20.000, mà bữa nay được 30.000. Rồi hy vọng là cái lời mà trong một tháng mà làm 10 cái video cảm ơn vậy thì mình cũng rất là vui ha. Rồi mới vừa ngủ dậy đầu tóc chưa chải, rồi lông nách rồi chưa cạo là thấy 30.000 sub là nhảy lên làm video cảm ơn các bạn liền ha. Thì nói nhiều quá thành nói nhàm, cho nên thôi video này coi như là cảm ơn đến tất cả 30.000 subscriber của mình ha, 30.000 người đăng ký, 30.000 fan hâm mộ của mình, và hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong khoảng thời gian đó. Hy vọng là sau cái video kỷ niệm 30.000 sub này thì ngày mai ngày mốt thì mình sẽ tiếp tục làm video kỷ niệm 40.000 sub nha. Hy vọng là sẽ phát triển dài lên nha. Ok, cuối game mình xin bữa nay là 31 rồi, ngày mai là tết tây các bạn. Mình xin chúc tất cả các bạn có một năm mới là tràn đầy nhựa sống nha, có một năm mới kêu bằng là vui vẻ và tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha. Ok, cảm ơn tất cả những người đăng ký kênh của mình. Goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai tết tây. Mình sẽ làm video đặc biệt tặng tất cả các bạn ha. Ok, bye. Đi cạo lông nách mới được.